vui lòng dành ít phút để chứng kiến cho lễ thành hôn của chú rể Việt Duyên, cô dâu Lan Phương xin phép được bắt đầu. Rất vui mừng được nồng nhiệt chào đón toàn thể các vị khách quý, chúng ta đang có mặt đài khán phòng tiệc của trung tâm tiệc cưới VIP Palace để cùng chứng kiến cho lễ thành hôn của chú rể Việt Dương sánh duyên của cô dâu Lan Phương trong ngày tối hôm nay. Thưa quý vị khách quý, lời đầu tiên Hoàng Hà, MC của dưới chương trình xin phép được thay mặt cho ban tổ chức thay lời cho gia đình và cô dâu chú rể xin gửi tới sự hiện diện của tất cả các vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, và lúc này đây chúng ta muốn giới thiệu tới quý vị đôi gương nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Sau một thời gian tìm hiểu được sự đồng ý của hai bên gia đình, họ hàng và nội tộc thì tình yêu của đôi bạn trẻ đã nảy nở và nên duyên. Và ngày hôm nay quý vị có mặt tại đây để chúng ta cùng chứng kiến và dành những tình cảm tốt đẹp nhất, những lời chúc mừng hạnh phúc ý nghĩa nhất cho cô dâu chú rể. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón và đến với nghi lễ rước dâu của trung tâm tiệc cưới VIP Palace. Xin mời. Khí rất trang trọng và lãng mạn của đội nghi lễ trung tâm tiệc cưới VIP Palace đã mang lại cho cô dâu chú rể. Và bây giờ cô dâu chú rể Việt Dương Lan Phương cùng đội nghi lễ của trung tâm tiệc cưới VIP Palace xin được ra mắt và kính chào toàn thể quý vị. Xin trân trọng cảm ơn đội nghi lễ rất nhiều, rất tuyệt vời. Thưa quý vị khách quý, và bây giờ đây chúng ta hãy cùng hướng sự quan tâm của mình về phía sân khấu chính, nơi đôi vị hương đang hiện diện, nơi cô dâu chú rể đang hiện diện. Và chúng tôi muốn rằng tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay chúng ta tới đây là để chúc mừng hạnh phúc, chúc những điều tốt đẹp cho cô dâu chú rể, đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta chúc một điều nó thiết thực hơn một chút nữa, đó là hãy chúc cho cô dâu chú rể sớm sinh được bé trai, bé gái xinh đẹp, báu kỷ sớm chào đời. Và một tràng pháo tay chúc cô dâu chú rể sớm sinh được quý tử ạ. Và bây giờ đây, xin được giới thiệu với quý vị, chúng ta muốn giới thiệu tới những người cha, những người mẹ đã có công lao sinh thành dạy dỗ nên cô dâu chú rể ngày hôm nay. Không ai khác, đó chính là hai bên gia đình thông gia, ngay sau đây sẽ bước lên sân khấu hiện diện. Và quý vị, một lần nữa hãy dành tình cảm, dành một tràng tay đồng nhiên để chào đón hai bên gia đình thông gia. Xin mời! Và hiện diện trên sân khấu lúc này là hai bên gia đình tham gia. Và chúng tôi những người làm chương trình, ban tổ chức xin được vui mừng giới thiệu với quý vị về phía hai bên gia đình. Đại diện gia đình nhà trai, ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Ngọ xin được kính chào quý vị.
Xin được trân trọng giới thiệu về đến từ nhà gái là sự hiện diện của ông Nguyễn Doanh Quyển, là bố cô dâu và cô của cô dâu. Xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Duyên. Xin được kính chào quý vị. Xin được chúc mừng cho hai bên gia đình thông gia. Kể từ thời khắc này thì hai bên gia đình thông gia đã gắn bó tình cảm ý nghĩa keo sơn khăng khít, hai bên gia đình như một rồi. Xin được chúc những điều tốt đẹp nhất dành cho hai bên gia đình thông gia. Thưa quý vị, và bây giờ đây thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị một món quà của trung tâm tiệc cưới Vinpalace sẽ dành cho cô dâu chú rể. Để cảm ơn cô dâu chú rể và cảm ơn gia đình đã lựa chọn trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Vinpalace là nơi để tổ chức lễ thành hôn ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin mời các chàng trai trong đội nghi lễ sẽ cùng rước bánh rước rượu lên sân khấu cho cô dâu chú rể. Xin mời. Thưa quý vị khách quý, và lúc này đây thì chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị đại diện, một vị đại diện gia đình nhà trai và một vị đại diện gia đình nhà gái cùng bước lên sân khấu để có đôi lời phát biểu. Chúng ta cùng dành một tràng tay để chào đón hai vị đại diện nhà trai ông Nguyễn Văn Sáu, nhà gái ông Nguyễn Danh Trọng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các ông, các bà, kính thưa các cô dì chú bác, bạn bè thanh niên nam nữ của các cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị đại diện đã có đôi lời phát biểu, những lời dặn dò vun vén và trao dâu chính thức cho gia đình nhà trai kể từ ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn hai vị đại diện ạ. Ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi xin được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng vui lòng hướng lên sân khấu để chứng kiến một nghi thức của riêng cô dâu chú rể, một nghi thức vô cùng ý nghĩa và quan trọng, đó là nghi thức chào nhẫn cưới. Với nghi thức này thì xin mời cô dâu chú rể hai bạn bước lên phía trước một bước, hai bạn quay vào nhau, và lúc này thì cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn cưới thiêng liêng. Trọng tuyên bố cô dâu chú rể đã trao nhẫn cưới, và kể từ thời khắc này chú rể Việt Dương cô dâu Lan Phương đã chính thức đến bàn thành chồng. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Và hai bạn có thể quay sang nhau, tôi thấy là chú rể đang muốn dành điều gì đó cho cô dâu thì phải. Hai bạn hãy quay sang nhau và hãy dành cho nhau một tình cảm lãng mạn nhất nào, ngọt ngào nhất nào. 2, 3, nghe thấy chưa? Vâng, và bây giờ hai bạn có thể dành cho nhau một điều gì đó lãng mạn và ngọt ngào nhất nào. Còn e rè quá. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn. Chúng ta chia sẻ hương vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và bây giờ đây thì xin mời cô dâu chú rể hai bạn cùng tiến ra phía tháp rượu sông Banh để rót rượu ăn mừng trong ngày cưới của mình. Xin mời.
mời bố mẹ chồng tỏ lòng hiếu thảo. Xin mời cô dâu. Và chú rể dâng rượu mời bố mẹ vợ tỏ lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc. Vâng, đám cưới là phải vui hết các cô nhá. Vâng, quý vị hô thật lớn nhá. Và lần thứ ba phải uống hết ạ. 1, 2